xin chào tất cả các chị. Một cái set em đang mặc trên người thì nó cũng mới vừa về với shop em thôi. Các chị thấy cái set này nó có trẻ trung không? Set này em thấy cực kỳ dễ thương luôn nha. Những chị nào mà cái phong cách mình năng động nè, cái kiểu như là dễ thương, trẻ trung thì các chị có thể lấy cái mẫu này. Tại vì mẫu này bên em á rất là tiện ha, nguyên một set luôn, lại gồm có chân váy cộng với lại cái áo thun mặc vải cotton mặc rất là mát các chị. Còn cái phần dưới này là vải KT nè, các chị mặc vô cái kiểu không phải KT các chị ơi, cái này là kiểu như là von á, nhưng mà nó rất là dày dặn luôn. Ở đằng sau thì nó sẽ có cái bo chung cho các chị cộng với lại dây kéo bên hông, cho nên những chị nào mà hơi tròn người hoặc là cái vòng bụng mình lớn thì mình mặc rất là thoải mái ha. Và cái phần đặc biệt của cái váy này là nó cái kiểu như là cái form lai cua chứ không phải là bằng ngang luôn, các chị thấy không? Bởi vì là nó cua lên nè, lai bầu rất là dễ thương nha các chị. Và cái set này bên em nó có tổng cộng 3 màu lận. Ở phía trên nó sẽ có một cái túi phối màu cùng với lại cái chân váy cho các chị luôn. Và trên giữa sẽ có một cái hàng nút tông sẹt tông là màu trắng với lại màu xanh, nhìn dễ thương các chị ha, rất là bắt mắt luôn. Mình có thể phối thêm phụ kiện nón hay là cái gì đó tùy ý các chị. Bây giờ em chuyển sang hai cái màu còn lại cho các chị xem ha. Set này thì các chị khoảng 55 kg đổ lại các chị mặc vừa nha. Rồi đợi em tí xíu ha. Rồi các chị, em đang mặc trên người là cái màu hồng. Và màu hồng này không phải hồng tươi các chị nha, hồng nó hơi rút rút một tí xíu. Mặc lên nhìn rất là sang. Cũng như là cái màu xanh lúc nãy thì cái áo vẫn là tông màu trắng, nhưng mà nó sẽ phối với chân váy cái màu khác nhau. Màu em đang mặc là màu hồng và phía trên áo cũng có cái túi màu hồng luôn. Áo có túi hình vuông dễ thương các chị ha. Rồi áo là form rộng, các chị có thể mặc với lại cái quần sọt khác hoặc là chân váy khác hoặc là quần jean các kiểu đủ thứ. Nói chung là các chị phối rất là dễ. Em sẽ phối một cái nón cho các chị coi ha. Chị nào mà thích những cái style mà năng động á thì các chị có thể phối như thế này cũng được. Đó, rất là dễ thương đúng không các chị? Một cái set này nhìn rất là trẻ trung. Chị nào mà ưa chuộng những cái style như thế này thì em nghĩ là không thể thiếu cái set này trong cái tủ đồ của các chị được. Và còn một cái màu nữa cũng dễ thương lắm, em sẽ chuyển ngay cho các chị coi luôn. Mặc như thế này nhìn giống các cái bạn Hàn Quốc các chị ha. Mặc rất là dễ thương, năng động nữa. Mình mặc đi chơi, đi làm rồi đi dạo phố các kiểu vẫn rất là tiện. Rồi em chuyển sang cái màu còn lại nha, đợi em tí xíu ha. Rồi đây các chị, màu còn lại của cái set em vừa mặc cho các chị coi màu hồng với lại màu xanh rồi ha. Màu này là màu vàng nha, nhưng mà không phải vàng nổi. Màu vàng nó pha kiểu như là màu cà phê sữa già các chị. Mặc lên nhìn rất là trắng da luôn. Chị nào mà thích cái màu này mà không thích làm một cây thì mình lấy kiểu đây. Kiểu này là cũng như kiểu kia thôi, khác màu nha các chị. Có 3 sự lựa chọn cho các chị nè. Áo thì mình phối với lại quần hoặc chân váy, quần sọt riêng, chân váy khác các kiểu. Nói chung là dễ phối lắm. Được hai món là nguyên một set như thế này, nhưng mà giá cũng rất là mềm các chị. Hàng nhập chất liệu vải cũng như đường may rất là xinh. Các chị có thể là để lại cho em một chấm để em báo giá cho các chị, cũng như là để lại số điện thoại mã sản phẩm để giao hàng cho các chị luôn nha. Rồi cảm ơn mọi người.